và sau những video đây thì cuối cùng cũng đã có ngày cuối tháng, là hậu quả là đây. Thôi thì bây giờ cuối cùng với mọi người sẽ cùng nhau xuống dưới phòng phòng có chương cái gì chương nhé. Đi lút đồ được bao nhiêu đi đồ nè. Của kênh Nguyên nè. Của Nguyên Anh. Của kênh Kisali. Của Duyên Bye Bye. Bây giờ bye luôn rồi, không thấy cái ông lên clip nữa. Nhưng mà kiểu nó còn thiếu thiếu đồ tươi nha. Chứ văn phòng của tụi mình có một cái ao cá. Các bạn không biết cái đó đâu. Nhưng hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn cái ao cá luôn. Ao cá của văn phòng mình thôi, kiểu cũng nhỏ đơn giản thôi. Nhiều khi kêu muốn mang bang cái nó lên thì con cá bóng hay là vớt được có ốc len thì cũng được. Đi, mình sẽ dắt mọi người đi. Theo cái chiêu chí video ngày hôm nay là ngày cuối tháng thì là có gì ăn đó, thì mình sẽ vô cái ao cá kiểu vậy nè. Mình bắt được con nào thì mình ăn con đó, kiểu ẩm thực nhà làm nha mọi người nha. Thôi bây giờ mình có gì mình lấy đó nha. Nè, đúng cây nhà lá vườn luôn, có gì hốn cái đó nè mọi người. Thôi mình giật lên nó gãy cái càng, tội nghiệp đó. Nè cái này là đúng tiêu chí ngay cây nhà lá vườn mà mình có cái gì mình bắt cái đó. Siêu bự luôn á. À đúng rồi, mình ăn xong cái con này nè, xong mình lấy cái vỏ để hú cô làm bikini nè. Hú cô cho mình làm bikini nè. Nhỏ lớn mới biết là con màu người nó hình giống hình dạng gì luôn á đó. Đó, nói chung là cái hồ cá nhà mình thì nó cũng đơn sơ vậy thôi. Và mình sẽ tận tay bắt một con đây. Xong rồi đó, chọn con này. I choose you. Cô ơi, mày lép quá, là mày là cái này là dương mày luôn á. Mày là không có vừa đâu, mày là chỉ con sò điệp mà ăn ở Vũng Tàu thôi. Cái này là sai tao. Không, mày ơi, sai, mày là con sò điệp Vũng Tàu mà. Cái này nè, mình sẽ lấy con này. Tại con này nó có vẻ nhiều chuyện, mình sẽ lấy con này. Con này có vẻ nghiệp. Mấy con ốc này nè, mình có hỏi á thì là bình thường là sẽ 890 một ký nếu như mà còn sống bơi. Bơi bướm, bơi sải, bơi ếch được luôn. Nhưng mà mấy con này thì nó sẽ bị xỉu thôi, chưa có đi. Thì nó sẽ là giá là còn có 100.000 thôi. Trời ơi, mặc dù thực sự á, biết là cái con còn bơi nó sẽ rất là ngon, rất là tươi. Nhưng mà những mấy con xỉu á, mình cũng đã từng ăn rồi, nó cũng rất là ngon. Nhưng mà giá lại rất là mềm nữa. Nếu như mà các bạn tới Hải Sản Hoàng Gia, nếu như mà các bạn không có quá nhiều kinh phí thì hãy thử ăn những cái con mà nó còn tươi như thế này. Nó vẫn còn rất là tươi nha, nhưng mà nó hơi xỉu xỉu thôi. Thì giá sẽ mềm hơn rất là nhiều. Và cái hồ cá giảng đơn này có tên là Hải Sản Hoàng Gia. Đây là một cái địa chỉ mà tụi mình đã từng ăn hải sản ở đây rất là nhiều. Và trời ơi, hải sản ở đây chất lượng. Thôi phải bạn, tại vì coi biết bao nhiêu clip của tụi tôi là thấy được rồi. Tôi không cần phải sử dụng lời nói để giải thích nữa. Ở đây thì chuyên cung cấp hải sản cho những nhà hàng lớn, cho nên là chất lượng thì khỏi phải lo. Cho nên là nếu như mà có mua hải sản mà có hơi đắt tiền, có hơi xịn sò một tí, và những cái con nó cũng siêu to cũng lồ, thì mọi người hãy nghĩ ngay tới Hải Sản Hoàng Gia. Rồi đó, coi như là hôm nay mình ra hồ cá mình bắt được nhiêu đây thôi, sương sương nhẹ nhỏ gì thôi. Rồi thôi, đi nấu mì. Đó, cái ao cá văn phòng mình đơn sơ đạm bạc, gọi là cái hòn non bộ đó mọi người, đơn sơ đạm bạc vậy thôi. Thì mình có vớt được là tôm hùm Canada, ốc dừa voi, màu ngư, sò điệp Hokkaido và sò lơ. Trời má ơi, cái nồi bự vậy không chứa được hết cái đống này luôn á. Hên là mình đã lấy con nhỏ rồi đó. Trời ơi, con sò điệp cái con này dữ lắm mọi người. Mình tới nó phun vô mặt mình quá trời luôn. Nhưng mà cái con này ngon lắm, mình từng ăn ở Kushige rồi. Thì hôm nay thì cô đã chuẩn bị cho xong. Đây, nấm kim châm, kimchi và đậu hũ cá. Và mình cũng có mua được cái này là lẩu, gia vị lẩu kim chi. Người ta nói là đói cho sạch cách cho thơm. Khẳng định cái này mua. Còn kim châm, cô nghĩ sao thì cô nấu vậy thôi. Đây mình sẽ bỏ kim chi vô, có nhiều chơi vô hết luôn. Đừng bỏ cái miếng hút ẩm vô là được.
thơm quá à. Trời ơi, nghe mùi là chảy nước miếng rồi đó. Mà nấu cái này đơn giản lắm. Kiểu bỏ miếng kim chi vô, bỏ miếng nước kim chi, bỏ cái gói kim chi. Kim chi bibigo vô nước xong rồi bỏ miếng mì là xong à. Và mình sẽ bỏ một nấm vào đi. Rồi bỏ cá luôn luôn đi, trời ơi có làm sao đâu. Hơi biết thơm rồi đấy. Béo ấy, cho nên là mình sẽ phải cắt nó ra. Và cái đuôi này nè, nghe nói là nấu cháo hay là nấu gì đó thì nó sẽ rất là ngọt. Nhìn cái này nó rất là giống lòng lợn. Nhưng mà cái vấn đề là nó không phải là lòng, nó vẫn có mùi hải sản. Nhưng mà ăn thì nó lại giòn giòn, mềm mềm như lòng lợn. Cắt ra cho nó nhỏ gọn, dễ ăn, vừa miệng. Chứ mấy con này bự lắm. Cắn một phát, một cái bụp, một cái mà hết thì tiếc lắm. Mấy con này mình thấy nó bự ha, lúc mà mình nấu lên thì nó cũng sẽ bị nhỏ bớt lại. Cho nên là kinh nghiệm là gì, hay chọn những con bự mà ăn. Mặc dù đây là một số ngày cuối tháng nâng ăn mì tôm thôi, nhưng mà mình nghĩ là cuối tháng của cuối năm 2020 rồi thì mình phải làm một cái gì đó là hoành tráng một tí đúng không? Cho nên là mình đã hơi mặc dề một tí đi vô lấy tôm lấy cua, nhưng mà trời đất ơi đáng đúng không? Trời đất ơi, mình phải làm clip hoành tráng cho cuối năm chứ. Wow. Và huyền thoại mì Coreno. Bởi cái clip sinh nhật 13 tuổi của tôi, dân chúng tự nhiên ào vô, tôi nói là ăn mì này ngon lắm mọi người, ăn thì nên mua mì này nha. Xong cái mọi người kêu là của quảng cáo Coreno. Ủa không hề quảng cáo mì Coreno. Tôi không hề nhận được một đồng nào từ cái video đó hết. Cho nên là nếu mà Coreno mà có coi được thì bấm vào email bên dưới để liên hệ cô luôn nhé. Và mì Coreno thì khỏi phải nói, cái hạt nêm này xuất sắc luôn á. Ồ, xuất sắc chưa, trời ơi không bỏ miếng hành nào. Trời đất ơi, nồi mì này đỏ lẹp. Giờ bây giờ điểm tô, điểm xuyết thêm một vài cọng hành xanh le liền. Hành của gói mì gói. Thực tế là mình vẫn thấy nó không được đậm đà cho lắm, cho nên là mình quyết định từ chiêu cuối. Má bỏ vô cái ngon hơn liền luôn á. Người ta nói đúng mà, ta về ta tắm áo ta, dù trong dù đục áo nhà vẫn hơn. Đây vẫn con, cái con sò điệp thì nó hơi bự, con sò mai thì con sò bơ thì mình nghĩ là chắc sẽ vừa hơn. Ốc giời ơi. Sò điệp. Và cuối cùng Sebastian. Vô em ơi. Trời ơi, con tôm nó nhìn nó đẳng cấp hơn hẳn luôn á. Thật sự cô cũng lười làm mấy lít nấu ăn lắm, tại mấy nấu ăn làm cực lắm luôn á. Cực người quay lẫn người dựng, lẫn người nấu, lẫn người ăn. Nhưng mà mấy lít nấu ăn này thì lại ngon. Cho nên là các bạn ủng hộ mình thật là nhiều. Sao cô lại có thể đảm đang như vậy? Mà cô cũng thấy. Thông tin chi tiết xin liên hệ vô Instagram của cô, em cô. Ngon quá. Trời con sao điểm nó ngọt khủng khiếp luôn á. Tới những cái con này mình nên luộc sơ thôi, mình nên hấp thôi. Để mình ăn, mình chấm muối ớt xanh, mình chấm gia vị là ngon rồi, mình không cần phải nấu nướng như vậy đâu. Ngon quá, trời nó ngọt mà chắc, cũng ghét luôn. Con này con ốc nè. Nó giòn giòn giống như đang ăn lòng vậy. Nhưng mà nó lại có một cái mùi của hải sản. Béo ngậy luôn á. Ngon quá. Con sò mai nè, cái nhà sò mai nè. Ngon, ngon gì con dữ vậy. Nó ngọt khủng khiếp quá. Cái này nó hơi kiểu vừa bột, vừa đậu hũ, vừa cá. Mà nóng mà, nóng. Đâu rồi sò, ốc gì đâu hết trơn, bơi gì biển hết rồi, mở ngõ nha. Bỏ cái đó xuống một phát, hồi mò lên chả thấy đâu hết nữa. Các bạn ăn vô thì nó cảm giác của nó thật sự nó cũng sẽ có cái vị hơi giống con sò huyết hoặc là con sò lông. Nhưng mà cái thịt của nó dai á, rất là đã miệng luôn, kiểu nó ngập ngụa cái thịt nó luôn, ăn nó cực kỳ đã luôn á. Đây là cái cồi hay là cái thân của con ốc dừa dòi nè. Béo ngậy. Bao ngư xuất sắc. Các bạn biết con bầm nó rất là giống một con là con ốc dét, nhưng mà nó béo hơn và nó dai hơn và nó ngọt thịt hơn rất là nhiều luôn.
Đâu rồi tôm, đâu rồi tôm đây. Tôm. Chị là vedette của ngày hôm nay, không ai làm lại chị. Con này mặc dù rất là nhỏ nhưng mà thịt vẫn rất ngọt và rất chắc. Rất chắc thịt luôn á. Ủa nó chắc thịt thật sự luôn á. Nếu như mà các bạn ăn vào các bạn biết ngay là nó sẽ là đồ xịn. Tại vì những cái con mà đồ mà dịm dịm chết chết, thịt nó rất là bở, nó bở rẹt, nó không thể nào chắc thịt được như con này đâu. Đó, đây là nồi lẩu của ngày cuối tháng, thực sự cuối năm luôn. Chỉ với một vài món mà chúng ta có thể tìm được trong nhà, ví dụ như mì gói này, đậu hũ này, chả cá này, hoặc là đơn, hoặc là kim chi, hoặc là thêm một chút nấm và thêm cỡ 1.1 triệu tiền hải sản nữa thôi, thì chúng ta đã có một nồi lẩu cuối tháng đơn sơ đạm bạc và đơn giản vô cùng ngon lành vậy rồi. Và đây là ngày cuối tháng, cũng là ngày cuối năm của năm rồi, cho nên là mình quyết định chơi lớn một tí là tới ngay hải sản Hoàng Gia để chọn những cái sản phẩm hải sản vô cùng là chất lượng để đem tới một video ngày cuối tháng cho các bạn vào ngày hôm nay. Và thông tin của hải sản Hoàng Gia mình cũng sẽ để sẵn ở phần description bên dưới luôn, để các bạn có thể, mình có mang hết hải sản và mình sẽ kêu mọi người lên ăn chả cá với lại mì gói. Video của Cụi tới đây là kết thúc đây, mọi người đừng quên like, share và subscribe cho kênh của Cụi. Và mình là Cụi và mình là food reviewer. Và mọi người đừng quên follow Instagram cũng như là Facebook của mình nữa nha. Và cuối clip sẽ có 3 video nữa, nhớ bấm vào xem luôn nha. Rồi vậy thôi, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ và chúc mừng năm mới. Yeah. Vô mọi người ơi. Nè Hugo, cho mày một que à. Cho mày cái này. Còn con Giang đã kiếm được cái đôi đũa cho cuộc đời nó. Các bạn có biết Harry Potter là chiếc đũa thần, là Harry Potter là cái đũa từ Thì Kỳ Một Mình. Nãy giờ nó gắp được một cái đũa này, một phát nó gắp được toàn là bào ngư, bào là nào là tôm hùm, nào là ốc dầu dòi thôi. Nãy giờ với một đôi đũa này tôi đã gắp được tất cả những thứ ngon nhất trong cái nồi lẩu. Trên đầu cha người ta gắp được sao? Thôi ráng nó sắp tới chuẩn bị đi đám cưới chị Hành nhé, mang theo.